Kính thưa quý vị, 43.000 công an đã được Bộ Công an Cộng sản rải về khắp các xã trên toàn quốc. Tin Việt Nam. Theo báo Thanh Niên ngày 9 tháng 10 năm 2020 loan tin, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Toàn, trưởng cơ quan công tác đảng và công tác chính trị thuộc Bộ Công an Cộng sản cho biết, từ năm 2015 cho đến ngày 30 tháng 9 năm 2020, Bộ Công an Cộng sản đã đưa ra 43.000 công an được đào tạo chính quy về hoạt động tại các đơn vị cấp xã trên toàn quốc. Như vậy, trung bình một xã được trang bị thêm 5 công an được đào tạo chính quy về hoạt động. Được biết, ngoài lực lượng công an cộng sản chính quy thì thời gian vừa qua, nhà cầm quyền cũng tăng cường số lượng các thành phần khác như an ninh trật tự, tổ bảo vệ dân phố, dân quân tự vệ. Quý vị thân mến, đây là những thành phần được tuyển dụng trực tiếp trong dân, đa phần là những người được tuyển dụng là những thanh niên ít học, không có nghề nghiệp nhưng lại biết nghe lời nhà cầm quyền. Ngoài ra, lực lượng công an mới được điều về thì lâu nay ở cấp xã cũng có một lực lượng lớn công an được lấy từ dân như lực lượng an ninh trật tự. Kính thưa quý vị, lực lượng này được phân bổ ở từng làng, từng ấp với số lượng từ 1 đến 3 người tùy vào từng địa bàn. Với lực lượng công an ninh dày đặc như trên, đó là chưa kể các lực lượng khác ở bên hệ thống cầm quyền hành chính và các hội đoàn như thanh niên xung phong, hội phụ nữ, đoàn viên thanh niên thì hầu hết các hoạt động nhất cử nhất động của người dân đều được nhà cầm quyền kìm kẹp đến nghẹt thở, kính thưa quý vị.